Chào mừng toàn thể cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Lan Đường Hoàng Nhung tại Hải Dương phiên buổi trưa hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2022. Xin kính chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ và ngập tràn niềm vui. Và hôm nay thì em tiếp tục lên cho các bác một video mới update những cái mặt hàng nhà em mới về. Nhà em thì ngập tràn rất là nhiều những dòng hàng hoa lan đẹp các bác nhé. Nếu mà có cơ hội các bác đến cửa hàng em tại địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ gần Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc thì có thể lựa chọn và mua sắm. Còn đâu thì bên em vẫn ship hàng toàn quốc ạ. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí ship cho bên vận chuyển, không nhất thiết là phải chuyển khoản trước. Nhưng mà đối với những đơn hàng mà đơn lớn quá thì vui lòng là cọc cho em một chút, tại vì để tạo sự tin tưởng lẫn nhau. Còn bên em thì vẫn gửi hàng với phương châm là gửi hàng đẹp, lựa tốt nhất cho khách hàng. Và đặc biệt hơn thì em xin tiết lộ là em cũng đã chạy chương trình này trong cái thời gian vừa rồi. Thì bởi vì cũng khá là nhiều các bác mà đã đặt hàng hoa lan của gia đình nhà em cũng khá là lâu, nên là bên em đã tạo ra một cái chương trình tri ân khách hàng. Tức là chương trình khi mua số lượng từ 3 chậu thuần bất kỳ. Các bác lưu ý nhé, 3 chậu thuần bất kỳ chứ không phải 3 chậu thuần của một loại. Ngày trước thì phải mua 3 chậu cùng một loại thì mới được miễn ship. Ngày hôm nay thì mua 3 chậu thuần bất kỳ nhá, trong những cái loại hàng thuần đây thì các bác sẽ được miễn phí ship vận chuyển về tận nhà. Chương trình này thì em chỉ áp dụng trong một cái thời gian ngắn thôi, và cái thời gian kết thúc thì em cũng sẽ tiết lộ sau. Nhưng mà thời điểm này là đang được chương trình miễn ship thì các bác có thể tranh thủ và lựa chọn mua sắm cho mình những giò lan đẹp nhất ạ. Đấy, rất là nhiều dòng hàng hoa lan đẹp. Tí nữa em đi ra phía bên ngoài vườn nữa nhá. Hàng về thì liên tục cập nhật, cập bến liên tục tất cả những dòng hàng, hàng gối nhau liên tục các bác nhé. Mùa này đang là mùa hoa của những dòng dáng hương như tam màu sắc, và sắp tới là đến cái mùa hoa của quế ạ. Hôm nay thì em có những chậu 5 cái trắng họng hồng giá rẻ, hàng ươm ki nữa. Và ngoài ra thì nhà em vẫn cung cấp các dòng phân bón, phân thuốc, vật tư dành cho hoa lan. Cái hàng này thì các bác khi đặt hàng hoa lan mà muốn đặt kèm thêm thì bên em sẽ báo giá chi tiết cho mọi người. Các dòng kẹp ghim này, giá thể vỏ thông cũng như là rêu. Và em xin phép quảng cáo cho các bác cái bộ sản phẩm máy tưới lan của nhà em nhé. Cái bộ sản phẩm máy tưới lan này cũng bán ra hàng ngàn bộ và được sự tin yêu của khách hàng, bởi vì nhà em có chương trình hậu mãi sau khi bán hàng. Tức là các bác mua hàng mà gặp vấn đề gì các bác báo lại bên em thì có nhân viên kỹ thuật người ta sẽ hỗ trợ các bác nhiệt tình. Bộ sản phẩm này là bộ dây dẫn 10m này, với một cục motor, cục đổi nguồn được bảo hành 1 tháng, motor được bảo hành 3 tháng. Bát sử dụng là bát hồng, và cái bát tưới lan, tưới phân thuốc này bên em tặng kèm thêm cái bát trắng để tưới phân thuốc. Bộ này sử dụng cần inox dài 3m nhé, và kéo thu gọn là được 70 cm. Giá bộ sản phẩm là 480.000. Trong quá trình sử dụng thì các bác đọc thêm một số những lưu ý để tránh gặp phải những cái sai sót nhất định. Và hàng này các bác yên tâm là hàng đảm bảo cho bác về sử dụng rất là an toàn. Cái bộ dây này các bác có thể mua cái loại dây 15m, 20m thì các bác vui lòng cộng cho em 10.000 đồng một mét vuông nhé. À 10.000 đồng một mét dây. Tất cả các linh kiện rời các bác muốn thay thế bên em vẫn có đầy đủ ạ. Và giá bộ sản phẩm nhắc lại một lần nữa là 480.000 chưa có phí ship. Và sau đây thì em xin giới thiệu qua một dòng hàng hoa lan. Em đi từ dòng lan rừng đến các dòng lan thuần nhé. Lan thuần được miễn ship từ 3 chậu bất kỳ, còn lan rừng thì em sẽ báo giá. Các bác mua số lượng ít một cũng được. Trước mặt các bác là một cái lô quế trắng tháng 8 lá xếp. Hàng về thì số lượng về rất là nhiều, và thoải mái các bác đặt hàng mùa hoa của nó vào thời điểm tháng 8. Chỉ tầm 1-2 tháng nữa thôi bắt đầu là quế sẽ sưng những mắt nụ ạ. Dòng này dòng quế xếp V nhiều nhé. Xếp lưng cũng có nhưng mà ít, đa phần là xếp V. Đấy, tình trạng cây thì đây ạ. Hàng rừng thì không tránh được những cái sâu xia xước sát, nhưng mà cây của nó như vậy cũng khá là ổn rồi. Em bán là 60.000 đồng một lạng và 600.000 đồng một kg. Quế xếp về rất là nhiều. Tiếp theo là hoàng nhạn tháng 4 ạ. Mùa này thì cái hoàng nhạn tháng 4 đang đến mùa hoa. Một số cây về có thể ngắm hoa, nhưng một số cây về các bác là cắt hoa đi để dưỡng cây nhé. Tình trạng cây là cây vừa vừa thôi. Lưu ý là mùa này đang là cái mùa cũng thời điểm nóng rồi, nên là cây cũng khá là nhanh mất nước. Nhưng về dòng này khắc phục rất là nhanh, dễ dàng. Một lạng em bán là 75.000 đồng một lạng nhé. Đây là hoàng nhạn tháng 4. Em có về một ít cái hài đuôi công này. Hài đuôi công thì em bán là 35.000 đồng một lạng. Đấy, hàng rừng nhé. Hàng rừng của nó như thế này thôi. Hàng này nói thật là em đã cắt tỉa cho các bác sạch sẽ gọn gàng rồi ạ. Chữ hàng về người ta gửi cho em nhiều cái cây nó gãy lá, nó rất là hao cân đấy ạ. 35.000 đồng một lạng. Hài đuôi công. Kiều tím miền Trung.
kiểu tím miền Trung thì em bán 350 một kg. Và buổi sáng nay thì em có lên cho các bác một cái video clip liên quan những cái dòng hàng kiều này, hàng hình quế này, những cái dòng hình vẩy rồng. Các bác xem lại video buổi sáng nay thì update chi tiết nhé. Em quay từng hình riêng lẻ và các bác đọc mã hình nào là bên em chốt cho hình đấy. Đây ví dụ như là một cái bó này là mã A5 này, 150.000 này. Đấy, rất là nhiều lá. Cái này thì em quay hình riêng buổi sáng rồi, mọi người lật lại xem lại buổi sáng ngày hôm nay. Hoàng thảo đơn cam top 1 trong những cái dòng hàng hiếm và độc lạ. Cây của nó thì nó cũng vừa vừa phải phải thôi, không có quá to đâu. Nhưng mà hàng này thì nó rất là nhẹ. Các bác mua một lạng là 75.000 đồng một lạng nhé, 75.000 đồng một lạng. Bác là lấy 3 lạng em tính 70.000. Đấy, hoàng thảo đơn cam. Vừa qua mùa hoa rồi, hoa của nó màu cam rất là rực rỡ. Tiếp theo sau này vừa bắt đầu em sẽ đi vào những dòng hàng thuần. Và em xin nhắc lại là mua 3 chậu, các bác chọn 3 chậu bất kỳ của mỗi loại là được miễn ship rồi. Tranh thủ thời điểm này nhé, phí ship có những cái đơn hàng lên tiền trăm đấy, bọn em phải chịu phí ship. Đây là một cái chương trình tri ân cho khách hàng thôi. Trước mặt các bác là những cái chậu kiều va đột biến hoa trắng. Hoa trắng chỉ một chấp chấm nhỏ nhụy vàng ở giữa thôi. Đây là dòng kiều đột biến ạ, cây của nó không to đâu, nó bé lắm, nó chưa đến một gang tay cơ. Đấy, loại này đem bán 250.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn ship này. Tiếp theo bên đây là những cái bảng hoàng lan uyên ương. Bởi vì đây là cái dòng ăn nắng này, em treo ở ngoài trời các bác này. Cây treo ngoài trời xanh mướt đẹp luôn. Một giò của nó rất là nhiều cây nhá, ghép theo cái giò tròn này này. Ghép lên bảng, đây là ghép lên bảng, như một bảng của nó rất là nhiều. Thân lá của gió nó là dòng lá mít tụt rất là đẹp. Nó giống cây cù lao minh nhưng hoa của loại này rất là thơm. Hoàng lan, bảng hoàng lan này em bán là 230 một bảng. Mua 3 bảng được miễn ship. Tiếp theo là dòng kiều cánh trắng nhá, kiều trắng lộc bắc. Đây ạ, kiều này là kiều vuông lộc bắc vùng Di Linh Lâm Đồng. Dòng kiều nó nở hoa vào dịp Tết, vòi hoa siêu dài màu trắng. Dòng kiều này đấy ạ, một chậu của nó rất là nhiều thân. Lô đợt này thì cây cao hơn cái lô đợt trước. Lô đợt này cây cao to mập đẹp hơn. Loại này thì ngoài thị trường người ta vẫn đang bán là 250 một chậu đấy ạ. Nhưng bên shop em hôm nay thì đang có chương trình chân mụ bán cho mọi người là 220 một chậu, rất là nhiều thân tơ. Có những thân tơ rất là mập đẹp như vậy này. Lô hàng kiều mới về nhé, 220.000 một chậu kiều lộc bắc. Đến thời điểm Tết thì chiêm ngưỡng là rất là đẹp, tuyệt vời. Và mua 3 chậu miễn ship. Duy nhất một cây hồng cô ki, một cây duy nhất là xếp 150.000. Có một cây duy nhất thôi. Tiếp theo sang bên đây đó chính là những cái chậu trầm trắng nhé. Trầm trắng hoa thơm, màu trắng tinh. Dòng này đến Tết nó phải dài tầm 50-80 cm. Một chậu trung bình tầm 5 thân, cả dài cả ngắn như thế này. Đây ạ, những chậu trầm tráng hàng thuần rồi. Em bán là 170.000 đồng một chậu. Còn bên đây là màu đỏ, là trầm rồng đỏ, màu tím đậm. Một chậu trung bình tầm 4-5 thân. Đấy, thân này là thân của nó là thân dài rồi. Các bác nhìn này, thân của nó cũng tầm ít nhất là tầm 15-20 cm, 25-30 tùy. Có chậu thân dài, thân ngắn, nó đan xen với nhau. Và em bán một chậu trung bình là 190.000 đồng một giò trầm rồng đỏ. Đấy ạ, trầm rồng đỏ. Sang bên đây là những cái bảng hoàng thảo vôi và long tu xuân. Đồng giá hết là 190.000 một bảng, hàng thuần rồi. Bây giờ các bác mua về thuần mà nó để nó dài mướt như vậy, mầm dài như vậy, năm nay chơi hoa thì rất là lâu, nhất phải mất 1-2 năm. Còn bây giờ là em cung cấp cho các bác những cái bảng này đến cuối năm nó dài là các bác được chơi hoa luôn. 190.000 đồng một giò nhá, cứ 3 giò miễn ship này. Đai châu hồng cánh sen, hàng VIP của Đai Châu Thái ạ. Hồng cánh sen lá mít, bản lá ngắn. Cây của nó cũng không quá to nhưng mà dòng này thì đã cho hoa để chuẩn hoa cho các bác rồi. Và một cây mít rụt như vậy, mít lá mít lá ngắn này em bán là 170.000 đồng một cây. Đây châu hồng cánh sen nhá. Đây cái lô kiều về rất là đẹp chưa? Đấy mọi người, chưa thấy cái lô hàng kiều nào mà nó to nó đẹp như thế ạ. Tiếp đến là những cái chậu đùi gà hàng thuần, những cái chậu đùi gà thuần sẵn rồi này. Đấy một chậu của nó rất là nhiều thân, 200.000 đồng một chậu. Có 200.000 đồng một chậu đùi gà thuần. Rất là nhiều thân mầm tơ đang lên. Đùi gà hoa nó đẹp lắm, màu tím rất là đẹp. Già hạc Asa hoa thơm, dòng Asa này mặt hoa đẹp này. Một chậu cũng nhiều thân, em bán là 170.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn phí ship. Và tiếp nữa là dòng Hawaii trắng ạ. Một chậu già hạc Hawaii trắng trung bình tầm 4-5 thân như thế này. Em bán là 170.000 đồng một giò Hawaii trắng, 3 giò miễn ship. Tiếp theo trên kia là những chậu phi điệp cánh viền. Phi điệp cánh viền 230.000 đồng một giò nhé, 230.000 đồng một giò. Thân cao to đẹp, Hawaii tím,
Hao hay tím hôm nay em cũng bán đồng giá là 190.000 đồng một giò nhé. Hao hay tím nhiều thân. Hao hay tím thì thân nó to, nó dài hơn hao hay trắng. Nhiều thân nó hơi bị gập gốc một hơi gập thân một tí. Nhưng mà phát triển ngọn vẫn bình thường. Bởi vì hàng này nhà vườn người ta để người ta cắt từ ươm kia ạ. 190.000 đồng một giò, 3 giò miễn ship. Đấy cho mọi người xem, cho mọi người xem. Giò đuôi chồn em trồng 3 năm. Cặp đến một lô hoàng nhạn Thái này, cây lá xếp rất là đẹp, cây to, đợt này cây to như vậy em bán 160.000 đồng một giò đấy ạ. 3 giò miễn ship hoàng nhạn Thái, hoa rất là thơm. Này cây lá xếp rất là nhiều cặp lá. Chồn 4 nở về nhiều như giò duy nhất còn 4 giò và 4 giò rất là đẹp, đều là cây mẹ bồng con các bác nhá. Cây lá xếp dòng này vòi hoa của nó rất là dài. 210.000 đồng một chậu chồn 4 nở. Thanh đạm Indo hoa thơm. Hàng nhà em là hàng chậu size to các bác nhá. Chậu này to đẹp, 230 một chậu. Ngoài thị trường người ta bán chậu này phải từ 250 đến 280. Số lượng giả hành trong một chậu rất là nhiều. Chỉ có 230 một chậu thanh đạm Indo thôi. Dòng của Thái Lan, vòi hoa rất là dài. Đấy, hàng về đẹp mướt luôn. Tiếp theo là những cái dòng hàng khác như là kiều tím của Thái Lan. Hàng này là dòng thân vuông. Dòng thân vuông nó không phải dòng thân tròn như bình thường. Đây là dòng này nó là dòng sưu tầm. 150.000 một giò. Cũng nhiều thân tơ và chiều cao tầm một gang tay. Hoặc là chưa đến găng tay một tí. Kim điệp mắt đỏ, đột biến mặt hoa, vừa rồi ra hoa rất là đẹp. Hàng này vừa rồi hoa là 250 nhưng hôm nay em xả vườn nhá. Những cái chậu mà ra hoa rồi, chậu trung bình 3 thân đang lên mầm gốc này, thanh lý cho các bác chỉ có 150 thôi. Giảm giá hẳn 100.000 so với giá bình thường. Em còn tầm chục chậu kim điệp mắt đỏ, bông to, lại là bông to, sai hoa đẹp. Tiếp theo là dendro lá biên phát tài. Dòng dendro với mặt hoa màu vàng, họng màu nâu, rất là xinh. Một chậu như vậy trung bình là 190.000 đồng một chậu nhá. Chiều cao tầm một gang rưỡi đến hơn gang rưỡi. Đấy, trung bình một chậu như vậy này là 190.000 một giò. Đây, hoặc là chậu là thân ngắn thì nó sẽ có hai thân. Hoàng thảo chuỗi ngọc, hàng thuần, vườn gần 2 năm. Một chậu chuỗi ngọc mà rất là nhiều thân tơ như vậy này, đẹp mê ly luôn. Với giá chỉ có 190.000 đồng một giò. Nhớ là kết hợp loại này, loại này, loại này là được bao ship với nhau nhé các bác nhé. Không phải là cùng một loại đâu. Đấy, hôm nay được ưu ái cho các bác là mua 3 chậu. Có những đơn hàng, những chậu hoa cồng kềnh bọn em bao ship, bọn em bỏ ra chi phí rất là nhiều. Nhưng mà khách hàng thì họ đặt hàng cũng lâu năm rồi ấy. Thi thoảng tạo cho mọi những cái chương trình khuyến mại như vậy. Tiếp theo là vũ nữ ạ. Vũ nữ thì em có hai cái dòng rất là nổi tiếng, 3 dòng. Hiện tại nhà em có về cái dòng vũ nữ sô-cô-la hoa thơm. Đấy, chậu nào ít thân thì nó rất là to mập, chậu nào nhiều thân hơn đấy thì nó củ giả hành nó bé hơn. Đồng giá sô-cô-la hoa thơm là 160.000 đồng một giò nhé. Tiếp theo mèo cam. Mọi người nhìn ở trên thị trường có cái bụi mèo cam vũ nữ nào nó to, nó nhiều giả hành như này không? Vũ nữ mèo cam hay người ta tên gọi khác là cam lửa đấy. Nó quá là nhiều giả hành, nhà em về cái lô hàng nó quá là tuyệt vời luôn. Khách hàng mua hàng nhà em thì về rất là đỉnh. Một chậu to đùng như vậy 190.000. Người ta bán chậu bé tí tí 130.000. Nó chỉ có 1-2 tép thôi. Bây giờ chậu này 1-2-3-4-5 5 tép mà chưa kể những cái mầm đang lên nhá. Tính ra mà tép thì nó phải 7-8. 190.000 đồng một giò, 3 giò miễn ship. Tiếp theo là vũ nữ nhện xanh nhá. Đây là dòng nhện xanh chuẩn hoa. Nhiều khách hỏi là nhện xanh có chuẩn hoa không? Em bán hàng rất là nhiều rồi. Dòng nhện xanh thì đảm bảo các bác là chuẩn hoa, bởi vì nhìn thân lá đã sắc khác nhau rồi. 160.000 đồng một giò và 3 giò miễn ship ạ. Đây là những cái dòng vũ nữ rất là nổi tiếng. Đây, nhện xanh đây, đang lên mầm đây, đẹp chưa? 160. Tiếp theo em về cái dòng lan thịnh vượng phát tài. Trời ơi, cái dòng lan thịnh vượng phát tài hay là cái lan thăng tuyền này, người ta bán cây ở trên thị trường nó chỉ là cây đơn thôi. Nhưng nhà em cây là cây mẹ bồng con, cây mẹ bồng cây con. Nhiều cây con lắm. Và lại này cây to mập như vậy chỉ có giá 150.000 thôi ạ. Đẹp chưa? Đây là lan thanh tuyền nhé. Hay là lan thịnh vượng phát tài. Cái tên của nó nó nói lên là cái là một cái dòng hàng ở sưu tầm mang ý nghĩa là phong thủy rất là đẹp và thu hút tài lộc. Thiên Nga xanh, hàng chuẩn hoa 150 một chậu to. Đây là cây trưởng thành, sắp tới cho hoa. Em còn duy nhất một chậu thiên nga nâu này, hai tép bé bé, 110.000 đồng một chậu thiên nga nâu. Còn đâu thiên nga xanh thì cây to hơn. Đai châu hồng gấm ạ, 290.000 đồng một giò. Đây, mặt hoa của hồng gấm, cái này là nó bị gãy hồng hoa ấy, cái lưỡi của nó màu đỏ rất là đẹp này.
Đấy, cây lá xếp mít rất là đẹp, 290.000 đồng một giò. Tiếp theo là đến dòng kiếm ạ. Kiếm nhà em có rất là nhiều loại kiếm khác nhau. Trước mặt các bác là dòng kiếm to, bụi siêu to khổng lồ và rất là bự, bản lá to luôn. Dòng này thì đó là dòng hàng gieo hạt, em lấy của 3 loại. Nhà vườn người ta cung cấp cho em là 3 giống, đó chính là giống xanh Huế, vị hoàng này. Đây là kiếm xanh Huế đây. Và còn một loại nữa là Phan Chí, Phan Chí ở đầu bên kia. Và loại này thì đồng giá cho mọi người là 230.000 một giò và mua 3 giò miễn ship nhé. 230 một bụi siêu to khổng lồ, cái này nó rất là nhiều thân, nhiều tép, trồng chậu to về nên sang chậu. Đây Phan Chí đây, Phan Chí ở góc bên đây, bụi to chưa? Bụi này gọi là dòng kiếm khủng rồi, có hơn 200.000 một bụi, quá to. Còn bên đây là dòng kiếm giống nhà em chia là 10 loại cơ, mỗi khay nó là một loại khác nhau. Nhiều cây còn đang đẻ mầm này, đấy, nhiều cây mà đẻ được cả con là cây nó rất là khỏe rồi đấy ạ. Đấy. Và đây là những cái cây kiếm trồng trong cốc, gọi là cây giống thôi nhưng mà lên sang chậu để cho nó to hơn. 35.000 đồng một cốc. Dòng này là dòng gieo hạt có 10 loại nhá. Loại này có 10 loại. Trong cái bảng danh sách 10 loại kiếm, đây là bộ sưu tập những dòng kiếm cây mẹ nó đẹp, nó đột biến để gieo hạt lên. Mua 10 chậu nhé, riêng kiếm giống này phải mua 10 chậu được miễn ship. Còn những loại cây to to kia thì mua 3 chậu thôi. Tiếp theo là dòng kiếm nhỡ hơn, thì đó là dòng Phan Chí và xanh Huế, chỉ có duy nhất 2 loại. Đây là Phan Chí này, bụi cũng phải 3 tép này, đang đẻ măng này. Đấy, đây là Phan Chí. Đấy, đây là Phan Chí này. Phan Chí các bác nhìn này. Loại này thì trước đây bán 150 nhưng giờ bán 120 thôi. Còn đây là xanh Huế. Này mầm nó đang lên này, 120.000. Đồng giá nhé các bác nhá. Giá loại này là thanh lý giả xả rồi ấy. Còn một loại kiếm đặc biệt nữa đó chính là dòng kiếm đỏ. Ai đã chơi kiếm đỏ rồi thì biết. Loại này hoa đẹp, một chậu của nó phải 4 5 6 tép này. Về lên tắc tép tép rồi nhá. Kiếm đỏ này em bán 160 một giò, 3 giò miễn ship ạ. 3 giò kiếm đỏ được miễn phí ship rồi. Tiếp đến hoàng thảo săn lây hoa vàng. Cái này người ta bên nước ngoài người ta hay gọi là hoa hoàng thảo Thái Bình, hoa màu vàng đột biến ạ. Chậu của nó cũng nhiều thân nhá. Chậu nào cao thì nó ít thân hơn, chậu nào thấp lùn thì nhiều thân hơn. 130 một chậu thôi. Và các bác mua 2 chậu. À 130 một chậu, mua 3 chậu miễn ship. Phía bên đây là những chậu brass, brass hoa màu vàng. Còn duy nhất một chậu này là 130. Còn màu trắng là hay là nữ hoàng bóng đêm này. Những cái chậu này cũng nhiều thân này cũng 130.000. Đấy, đồng giá là 130 nhá. Kết hợp 3 chậu miễn ship này. Tiếp theo là những cái bảng trầm trắng. Trầm trắng em có hàng chậu, ở đây là hàng bảng nhé. Những cái màu trắng rất là tinh khôi, rất là ngọc ngà, rất là đẹp. Đấy, hoa cảnh sáp rất là thơm. Một bảng này nó đang lên hoa và có cây thì nó tàn hoa rồi, nhưng mà mầm gốc của nó thì bật rất là nhiều. Hàng này là hàng bảng gỗ. Bác nào thích cái bảng gỗ này thì em sẽ gửi cho bác dòng bảng gỗ. 130.000 một bảng nhé. 130 một bảng trầm trắng chuẩn hoa. Đó, một lô hàng trầm trắng này, rất là nhiều mầm gốc đang lên. Còn phía bên đây là những cái chậu gì? Hoàng phi hạc lai với phi điệp. Mặt hoa thì cực kỳ là đa dạng, vừa rồi thì rất là nhiều những mặt bông độc lạ. Xả hàng 100.000 một bảng, giá cũ 150, hôm nay xả hàng 100.000 thôi. 100.000 một bảng, hoàng phi hạc lai với phi điệp. Tiếp theo thì em có những chậu đen rô xuân rất là nhiều thân nhá. Đen rô xuân này em bán là 150 một chậu. Hàng đang treo ở trên giàn rất là nhiều. Đấy, một chậu nhiều thân, hàng thuần vừa này 150. Đai châu Thái, hàng cây to này. Cây to như vậy này, em bán là 190.000 đồng một giò. Bản lá to mít. Đây ạ, đai châu Thái hàng to. Đây, phía trên đây nhà em treo rất là nhiều. Nó hơi ngược nắng đấy, các bác nhìn này. Đấy, đai châu Thái này em bán 190 một giò to đùng luôn. Đen rũ mắt đen có hai loại size nhá. Size to chậu nhựa phi 30, loại này giảm giá từ 380 còn 300.000 một giò. Đảm bảo các bác số lượng thân trong một chậu nó phải rơi ít nhất là trung bình xấp xỉ là 20 thân trong một chậu, thậm chí có những chậu hơn 20 thân cả mầm gốc ạ. Đây là đen rũ mắt đen. Còn có một loại nữa là loại chậu nhựa. Đây chậu nhựa. Chậu nhựa thì bên đây. Size chậu nhựa này thì số lượng thân trong một chậu thì nó rơi tầm 10, trung bình 8 đến 10. 10 thân. Loại này thì em bán là 200.000 đồng một chậu nhé. Đen rũ mắt đen nhé. Hàng hoa của nó màu hồng cánh sen rất là đẹp. Tiếp theo đó chính là cái dòng củ tỏi, lan củ tỏi, lan cát củ tỏi này, hoa thơm này. Thân lá như củ tỏi luôn, 140.000 đồng một giò. Đây là lan củ tỏi nhé. Đấy, đây là trên vườn, trên giàn vườn rất là nhiều những loại cây.
kể cả những cái giò phi điệp rất là khủng này. Đấy, hàng này thì em trồng ở trên vườn thôi. Các bác là có nhà ý thích thì đến vườn sưu tầm, tại vì không đóng gói được, nó to lắm. Và một dòng hàng khủng nữa mà nhà em vẫn đang chạy số lượng, đó chính là dòng vũ nữ tia chớp. Này, có những bụi các bác nhìn này, nó siêu to luôn. Cái này là trồng để chỉ để trên chậu nhỏ nhỏ này thôi mà nó xóa ra rất là nhiều. Khách nhà em nhận hàng xong ổ về anh tách được làm 3-4 chậu luôn đấy ạ. Vũ nữ đỏ tia chớp này. Hàng này thì giá đầu tiên em bán 280, nhưng do là chạy số lượng nên em sẽ giảm giá còn 260.000 đồng giò nhé. Vũ nữ đỏ tia chớp này, riêng loại này thì em sẽ xả mua 2 giò là em miễn phí ship. Đối với đỏ tia chớp, mua 2 giò đỏ tia chớp miễn ship, hoặc kết hợp đỏ tia chớp với 2 loại khác thì em sẽ miễn ship. Bụi này thì rất là khủng, đóng gói bụi này tốn cước lắm, nên là các bác mua, tranh thủ mua để gộp đơn, bên em sẽ miễn ship cho các bác. Tiếp theo em có những cái cốc thiên nga giống này, 70.000 đồng một cốc nhé, đang lên mầm, các màu, 70.000 đồng một cốc. Và một cái mặt hàng mà không thể thiếu, không kể đến, đó chính là lan cát lay da. Cát lay da nhà em thì phân chuẩn màu cho mọi người luôn. Và hôm nay thì về rất là nhiều những loại cát khác nhau, em sẽ đi lần lượt từng loại nhé. Và mua 3 chậu cát bất kỳ, hoặc là 3 chậu cát hoặc kết hợp cát với những dòng khác thì được miễn ship rồi. Đợt này thì không phải mua muộn cát không, mà mua dòng cát với những dòng khác thì cũng được miễn ship. Trước mặt các bác một cái dòng lá mít rất là đẹp, đó chính là mang tên là cát thập tam muội. Lô lần này nó phải gấp rưỡi những cái lô bằng trước đây em bán. Đẹp, to, lá mít tròn xe, 150.000 một chậu thập tam muội. Và cái mặt hoa của nó cũng không kém cạnh gì. Bác nào muốn mặt hoa thì inbox nhé, Zalo em gửi hình cho ạ. Tiếp theo là cát vàng chùm, dòng này hoa thơm với chút màu, với hoa hai lá này, dòng hai lá vàng chùm hoa thơm và lưỡi của nó màu đỏ này. Bụi to nhiều thân như vậy 160.000. Đây là cát vàng chùm bụi to. Tiếp theo có một loại vàng cam. Vàng cam này thì đang xả từ 180 còn 150 này. Cây của nó đang lên mầm, cái lá của nó thì nó hơi xấu xí tí. 150 còn 180 nhá. À 180 còn 150, mầm gốc đây, đẹp chưa? Vàng cam này còn 150 thôi. Đây là dòng một lá, bông to, cát vàng cam, cát trắng kim cương hoa thơm. Trời, bán siêu chạy hàng luôn. Loại này ai không mua thì rất là phí. Còn 2 chậu thôi ạ, chậu này và chậu bên trong đây. Bụi to nhá, 200.000 đồng một chậu cát trắng kim cương. Và mới về một cái loại rất là mới đặc biệt, đó chính là cát trắng lưỡi tím. Lô đợt này cây nào cũng rất là mèo nụ rất là nhiều nhá. Đây, mèo nụ này, một chậu phải rất là nhiều mèo nụ luôn, chậu nào cũng có mèo nụ luôn ạ. Và đây là một chậu bự to đùng luôn, mầm lên rất là nhiều. Đây là cát trắng lưỡi tím nhá, lưỡi tím loại size to, chậu to đùng, gió bự. Loại này là 220.000 đồng một chậu thôi, cầm rất là nặng tay. 220.000 một chậu này, một cây lên rất là nhiều mèo, mua 3 chậu miễn ship. Còn bên đây là cát 3 vàng 3 đỏ, dòng cát 2 lá, một bụi nhiều thân, cát 3 vàng 3 đỏ. Đấy, dòng cát tem 3 vàng 3 đỏ đây. 200.000 đồng một chậu. Đây là loại chậu to ấy các bác nhé, nhìn chợ size này size to đấy. Tiếp theo là cô gái Nhật Bản, dòng bên nước ngoài ta gọi tạ cát Tokyo ấy ạ. Một chậu cô gái Nhật Bản này là 130.000 đồng một chậu, hoa màu tím chùm rất là đẹp. Còn trắng lưỡi tím mà cái loại chậu size bé này, loại này thì để cái lá cát các bác nhìn này, nó không, mình không cố định nó hay bị gập lá đấy, khi mà gửi đi các bác thông cảm nhé. Tại vì hàng em nhập từ nhà vườn bụi nó to ấy, nó không cố định được hết nên nó hay bị gập lá này. Thì loại này là 150, còn loại cát trắng lưỡi tím và bụi to hơn nữa thì là 220. Đây là loại 150. Còn duy nhất một chậu cát ngọc 3 màu, bụi to khủng này, 190.000 này. Cát ngọc 3 màu, bụi siêu to này, 190.000. Cát cam mắt mèo còn một bụi duy nhất, giá cũ 130, hôm nay bán cái bụi này 90.000. 90.000 cái dòng cái chậu cát cam mắt mèo. Và phía trên đây là dòng cát 7 sắc cầu vồng, hàng VIP. Hàng VIP nó đắt tiền này, chậu nó bé bé xíu xíu thôi cũng 200.000 đó mọi người nhá. Chậu nó không nhiều thân đâu, nhưng mà 7 sắc cầu vồng này hàng đắt tiền, 200.000. Một loại nữa cát màu đỏ, đỏ này là đỏ đậm, đỏ nhung ấy, đỏ đậm lắm, dòng một lá, bụi nhiều thân, 170.000 đồng một bụi. 170.000 đồng một bụi. Đây. Đây cát đỏ đậm. Và ngoài ra thì em có cả những chậu sơn thủy tiên thuần nữa các bác này. Những chậu sơn thủy tiên thuần, cả hàng chậu nan nhựa và chậu nhựa đen, đồng giá hết là 220.000 đồng một chậu. 220.000 đồng một chậu. Hoàng tử đỏ lai hay hoàng tử đỏ quốc vương,
Loại hoàng tử đỏ quốc vương này em bán với giá là 160.000. Bông cánh bầu, dòng phân nhánh rất là đẹp, 160.000. Có chậu cây đôi thì cây nó bé hơn, chậu cây đơn thì cây nó to. Hỏa hoàng cam nhá. Cái bảng hỏa hoàng cam vừa rồi cho rất là nhiều ngồng hoa. Đây một bảng như thế này. Cây mẹ bồng con, 150.000 một bảng ạ. Đây là những cái chậu bảng hỏa hoàng cam. Đấy, vừa rồi cái vòi hoa của nó dài chưa. Tiếp theo sang cho mọi người một cái dòng hàng hoa Tết không thể không kể đến, đó chính là dòng năm cánh trắng mang tên là họng hồng. Năm cánh trắng họng hồng. Những cái hàng này hàng chơi Tết năm nay này, hiện tại nhiều cây ấy có những phân đã dài 6-70 cm rồi. Hàng này đảm bảo đến Tết mà các bác chăm tốt nó có thể dài đến 1 m thôi. Những cái năm đầu khi năm cánh trắng họng hồng mới phát triển, mới biết đến ấy, nó tính theo thân chứ không như treo chậu như bây giờ đâu. Em ký hiệu theo từng mã và các bác mua 3 chậu bất kỳ được miễn ship nhé. Họng hồng. Chậu này chậu HH23 4 thân. Đấy, 4 thân chậu này cũng cao dài này, 270.000, chậu này rất là đẹp. 270.000. Hàng 100% thân tơ và hàng ươm ki chuẩn hoa. HH30 3 thân 230.000. HH34 5 thân. Vừa vừa ngắn ngắn 260.000. 5 thân. HH32 3 thân. To dài mập đẹp. 230. HH39 5 thân 270.000. Đây 5 thân này cũng mập đẹp dài này. 270.000. Tiếp theo là HH19 4 thân 250.000, 4 thân. 3 thân vừa vừa với cả một thân dài trội này. 250.000, ngày xưa 250.000 được một thân. Mà 250.000 hồi xưa mua chưa chắc được một thân, giờ 250.000 4 thân. HH26 3 thân dài đều nhau 230.000. HH14 3 thân cũng đều nhau dài. Đây 3 thân toàn dài. 3 thân này dài phải rơi tầm 45 đến 50, hơn 50 cm rồi. Hơn 50 cm. 230.000. HH5 4 thân 260.000, cũng dài đẹp. Này, thân dài cong để các bác tạo thế cũng được. HH29 4 thân 230.000. 4 thân. 3 thân dài, 1 thân mầm ngắn, 230. HH33 4 thân 250.000. Đấy. 250 được một chậu, nhiều thân. HH31 4 thân, 3 thân dài 230. HH36 3 thân 210.000 đồng. Cái lá này nó chạm vào cái đầu nó hơi bị xước một tí nên em bán giảm giỏ, giỏ này 201. HH họng hồng 35, 5 cánh trắng họng hồng, hình 35, 240.000. 5 thân. 5 cánh trắng họng hồng HH37 hình 37. 6 thân 260.000. Đấy cả dài cả ngắn 260. Cả một ôm luôn. Và 5 cánh trắng họng hồng HH38 3 thân 230.000. Tiếp theo là những cái bảng chậu hoàng phi hạc thuần tuyệt phẩm. Những cái chậu này thì thân của nó bây giờ cũng rất là cao, rất là khỏe. Chậu hình này là hình số 7 hoàng phi hạc này, 220.000 này. Giò này nhiều thân tơ chưa? Mầm rất là cao, đẹp luôn. Có cái thân tơ nó phải dài đến 5-60 cm rồi. Đẹp chưa? 220.000 thôi. Hình 7 hoàng phi hạc. Hình 3 hoàng phi hạc 230.000. Đây chậu này cũng rất là nhiều thân tơ này. To đùng luôn. Ghép, các bác ghép được cái chậu như vậy thì hơi mất thời gian. Chậu này là hình số 5 hoàng phi hạc 210.000 đồng. 1 thân 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đếm này là đếm mầm gốc nhé. 9 mầm gốc đang đi ngọn. Hoàng phi hạc hình số 4 H4 220.000. 220. 1, 2 đây. Thân này dài phải đến 60 cm rồi ấy. Đấy đẹp chưa. Đây với cả thân này thắt ngọn này, mấy cái thân này thắt ngọn chưa hoa. Giò này về các bác kim ấy, buộc mà nó khung khung mà nó đẹp. 220.000. Đây là hình số 4. Hình số có một hình này. Em ký hiệu là A2 này, 210.000 đồng này. Nhiều thân tơ. Và một hình nữa là hình số 6. 210.000 đồng. Cũng to. Rất là to đẹp. Tiếp theo thì em có hai cây xinh tím này. Xinh tím thanh lý nhá, đen rô xinh tím hàng thanh lý này.
bán 122 cây, hôm trước bán 120 một cây, giờ bán 122 cây. Bản lá cũng là bản lá tròn xe mít. Cây này mà ra hoa thì giờ vòi hoa rất là dài. Pensoda xưa, đây là chậu phi to, 170.000, giá cũ là 220 đây. Đây có hai cây đẹp này bán 170.000 này. Còn hai cây này nó cũng đẹp đây. Đây có duy nhất cây này có hai thân, nó kém hơn tí em bán 120 thôi. Còn những cái cây này bán 170 nhá. Pensoda xưa, chậu phi 16. Em có bốn cái chậu dendro lá biên phát tài. Mặt hoa thì siêu đẹp. Đây ạ, đây là mặt hoa của dendro lá biên này mọi người này, rất là đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Đây em có một số chậu phân hình nhá mọi nhá. Mã này mã D6 này. 160.000 thôi. Hai mầm. Tiếp theo mã D7 170.000. Đây một thân cao, một thân mầm này, hai mầm cũng 170 này. Mã D8 180, chậu này thân cao phải 2 gang tay, đây thân mầm phải cao 2 gang tay. Thân này xuống lá chưa hoa nhá. Và cuối cùng là mã D5 230. Cái này là hai cụm thân đều cao hết là 230.000. Đấy chậu này to đẹp này. Em có một chậu chuỗi ngọc này phân hình là A14, cái mã này 190.000 này. To đẹp chưa? Chuỗi ngọc. Có một chậu dendro xuân, thân rất là cao to, lực lưỡng, 180.000. 180.000 chậu này. Tiếp theo thì hôm nay có về một cái loại rất là mới, rất là đặc biệt, đó chính là tam bảo sắc đột biến hoa vàng các bác nhá. Tam bảo sắc đột biến hoa màu vàng. Loại này thì đây ạ, cái mặt hoa của nó nhà vườn người ta cung cấp mặt hoa thực tế tại vườn nhá. Nhưng bởi vì cái hàng này nó rất là đắt tiền, đây là mua mà những cái rề này nó phải mấy triệu. Đấy, đây là em lấy cho các bác những cái hàng cây giống người ta ghép lâu năm này, ghép lên lũa này. Đây là tam bảo sắc đột biến hoa vàng. Đấy cho mọi người xem này. Đấy, hàng thực tế tại vườn, rất là đẹp luôn. Cái này mình càng ghép lâu năm thì nó càng tuyệt vời, thành một tác phẩm luôn. Đấy, tam bảo sắc đột biến hoa vàng các bác nhé. Hoa màu vàng tươi, lưỡi màu trắng. Đấy, đây là dòng đột biến. Cái hàng hôm nay thì em chia sẻ cho các bác những cái chậu cây này cũng có chậu mẹ con nhưng cũng có chậu nó là cây đơn. Và hàng lá xếp hết nhé. Đấy, hình ảnh em cho mọi người xem rồi. Hơn gần 300 đến hơn 300 một giò thôi. Tam bảo sắc hoa vàng. Mã T1 280.000. Mã T1 này. Một cây lá xếp V. Cái này bị cắt lá một tí nhưng không ảnh hưởng gì, để bản lá to đẹp. Đấy cây này các bác ghép này, nở hoa 200-280 này. Mã T2 đang đẻ hai con này. Cây này 300. Cây này là cây lá xếp V và nó hư ngọn, nó đang đẻ là hai cái đầu ngọn này. Đấy cây này cây hai ngọn. Giò này em bán 300.000. Tiếp theo là T3 360.000. Nguyên một rề luôn, một rề nguyên luôn về các bác. Một mẹ này, 1 2 3 4 con. Giò này 360.000 này, nguyên một rề nhá. Rất là to. Mã T4 là tam bảo sắc hoa vàng đột biến, mã T4 350. Đây một bụi luôn. Cái này nó cũng bị hư một hai cái đầu ngọn nhưng nó lại đẻ ra cây con mới này. Cứ hư ngọn lại đẻ ra lách con nhé. Ví dụ như cây này đang đẻ ra hai cái đầu ngọn. Đấy, nguyên rề này 350. Các bác ghép nguyên rề để về rất là to đẹp. Tiếp theo là mã T5, tam bảo sắc hoa vàng đột biến 300.000. Đây, cái này về cắt tỉa dễ rồi các bác ghép lên cây luôn, là nó ăn dễ rất là nhanh. Cây này nhiều cặp lá này. Bản lá to đẹp 300. Mã T6 ạ, nguyên một rề nguyên 350.000. Một cây con này to này, hai cây mẹ này. Hai cây mẹ cũng to này. Nguyên rề 350. Cái này cứ phải ghép một thời gian nó bắn rễ là bắt đầu là nó lên nó đẹp như cái rề khủng kia. Thế là rẻ lắm rồi. Tam bảo sắc hoa vàng mã T7 170.000. Một cây thế công CV. Tam bảo sắc hoa vàng T8, đây cây này cũng 150. Có cái chậu có cái thì em bỏ chậu rồi nhé. Tại vì rễ của nó bây giờ nó hơi nhiều cái hơi khô. Mã tam bảo sắc hoa vàng hoa T9 320.000. Một cây con, đây là cây mẹ. Cây mẹ thì cái lá gốc thì nó hơi sâu xia tí thôi, nhưng cái lá trên ngọn thì rất là đẹp. Mà bản lá to 320.000. Và mã tam bảo sắc hoa vàng T10 290.000. Một mẹ đẻ một con. Và đây cây nữa này. Cái lá của nó thì cây này nó hơi xấu một tí nhưng cây này cũng nguyên rề 290.000. Em có một chậu chớp Mỹ này, lên 3 kg trên thân này. Chậu em bán 100.000. Thân dài, chớp Mỹ chuẩn hoa.
Bên đây thì em có một số hình đai trâu thanh lý mã trâu T6, 3 cây 200, 3 cây lớn, 2 cây này, lá xếp V, 3 cây 200.000. Tiếp theo mã T5, 3 cây thì nhỏ hơn một tí xíu, em bán là 160.000. Một cây trâu này, hai cây trâu này, ba cây trâu này. Mã T4, hai cây trâu, một cây trâu to, hơi lỗi lá một tí xíu ở đây, nhưng mà to lá mít. Cây thứ hai thì mít luôn. 170.000 hai cây, cặp đôi rất là to. Mã T10, một cây thanh lý cắt lá 50.000. Và mã T2, một cây to, cắt một bên lá này, nhưng cây này rất là to, 120.000. Đấy, 120.000, mã T2. Ngoài ra em có một số hình quế tháng 8 buổi sáng, ngày hôm nay em quay video rất là chi tiết nhé. Từng mã hình, từng cây thì mọi người lật video buổi sáng ngay thì chi tiết nhất. Và tiếp theo thì những cái dòng hình 5 cánh trắng HO. Đây ạ, còn duy nhất tầm khoảng gần chục, hơn chục chậu thôi. Hàng này đợt này thì giá thành nó rất là rẻ. Nên là em cũng có sưu tầm ít về cho mọi người, những ai mà chơi đam mê những dòng hàng lan thường rồi, mình muốn sưu tầm một cái dòng hàng lan cao cấp. Mua 3 chậu HO sẽ được miễn phí ship này. Em sẽ đọc cho các bác từng mã như sau. Ngày trước thì mua mấy triệu một sen, 5-7 triệu một sen. Bây giờ thì em bán theo chậu, không thể còn đo sen nữa bởi vì nhập chậu theo nhà vườn. Mã này HO2, Hiển Oanh 2, 210.000 đồng. Gươm ki lên nhé. HO14, 230.000. Chậu này thân dài này, mở lá này. HO20, chậu này thì về hàng lách ki. Nhưng mà cái này là lao nó lên, chuẩn bị lên mầm này, mầm gốc này. Cái này thì về nó bị nóng, nó bị tuệ cái lá, và thứ hai vàng cái lá này. Giò này em bán 150 nhá, 180 trừ đi 30.000 còn 150. Cây này em phải rơi tầm chục sen, hơn chục sen. Hiện 5 cái trắng HO19, 210.000 đồng. 5 cái trắng HO hình 21, 300. Giò này riêng cái thân xuống lá này đã dài tầm mười mấy sen rồi, đang lên mầm gốc, 300.000. 5 cành chan HO hình 22, 210.000 đồng. Hàng này hàng lách ki, chậu này chậu lách ki. 5 cái trắng HO